hủ tiếu, bò kho nha quý vị. Ăn ở Đà Lạt thì có rất là nhiều món quý vị. Ngoài những món... Chào mừng quý vị đã quay trở lại kênh Đà Lạt Street của Nhà La Cà. Nhà La Cà đang hướng ra phía con đường Trần Đạo, Trần Phú quý vị. Đường Trần Đạo, Trần Phú hiện nay thì người ta đang làm đường và cũng sắp xong rồi quý vị. Nên là con đường này sẽ trở nên đẹp, láng mịn để sắp tới kỷ niệm 130 năm hình thành và phát triển thành phố Đà Lạt trong những ngày cuối tháng 12 đó quý vị. Cho nên là con đường này sắp tới sạch, đẹp, láng mịn luôn, tha hồ mà đi. Trước mắt chúng ta đó là điểm giao nhau giữa đường Trần Đạo, Trần Phú và con đường Hồ Tùng Mậu với bưu điện VNPT, rồi nhà thờ, con gà, khách sạn Trung Bắc. Rồi phía trước là điểm giao nhau giữa đường Trần Phú cùng với đường Nhà Chung. Trong đường Nhà Chung rất là nhiều các cái món ăn vặt quý vị. Và trong đó có hai cái trường học, đó là trường Tây Sơn và trường Quang Trung, rồi thêm một trường mầm non nữa. Cho nên là buổi sáng ở khu vực đó là đường đông vui, nhộn nhịp. Những ngày đầu tháng 12 thì thời tiết thành phố Đà Lạt khá đẹp quý vị. Trời nắng và không có mưa, rồi cộng với đó là không khí se se lạnh. Hiện nay những cây hoa ban ở dọc đường Trần Phú, Trần Đạo, rồi đường Quang Trung thì cũng bắt đầu nở rồi. Tuy nhiên năm nay cái thời tiết nó có thay đổi, nhiều khi là chúng ta thấy là hoa nở, tuy nhiên là lá vẫn còn nhiều, cho nên là không đẹp so với các năm trước. Tháng 12 là một trong những cái tháng đẹp của thành phố Đà Lạt, tuy nhiên thì hoa mai anh đào vẫn chưa có nở đâu. Hiện nay thì có hoa dạ quỳ nè, còn sót lại nè, rồi đùi cỏ hồng, những vùng cỏ hồng, và đi tham quan các cái khu du lịch. Cộng với đó là thời tiết nếu mà gió ít á, thì sẽ săn được mây nữa. Mùa này đi du lịch Đà Lạt thì chúng ta nhớ mang theo áo ấm quý vị. Áo ấm khoanh chặt cổ để giữ ấm cho cơ thể, vì thời tiết mùa này cũng lạnh lắm. Nhiều khi nhớ là cả đang ở trong nhà thôi, nhưng mà cũng phải mang thêm cái áo len hoặc là một cái áo khoác nhẹ. Chứ bình thường là mang cái áo thun hoặc là quần đùi ở trong nhà là được rồi. Tuy nhiên mùa này là phải mang áo ấm. Nhớ là cả sẽ dạo những con phố, tuyến đường ở ngay trung tâm thành phố Đà Lạt, như là đập cầu Đạo, rồi quanh quanh vực chợ Hồ Xuân Hương. Sau đó sẽ ghé tới đường Hai Bà Trưng quý vị, sẽ ghé tới đường Hai Bà Trưng. Nơi đó có một cái tiệm mì rất là ngon luôn. Ở Đà Lạt có nhiều tiệm mì, tuy nhiên Nhân La Cà ăn tiệm mì này ngon, cho nên là sau này là cứ ghé vào đó ăn thôi. Hôm nay thì nhân tiện đây Nhân La Cà sẽ ghé review. Đây là cà phê nhà hàng Thanh Thủy quý vị. Một quán cà phê nằm ở trên Hồ Xuân Hương. Và xa xa là cà phê nhà hàng Thanh Thủy, những chiếc thuyền vịt, rồi cái anten của VNPT mặt hồ buổi sáng nay trong xanh, rất đẹp. Trời xanh, mây trắng, nắng vàng. Và đây là con đường 3 tháng 2 quý vị. Đây là điểm giao nhau giữa đường 3 tháng 2, đường Lê Quý Đôn, đường Nguyễn Văn Cừ, rồi đường Phan Đình Phùng, đường Hải Thường nữa. Có những xe của Sài Gòn Tourist này, người ta đi quá trời luôn. Mùa này là du lịch bắt đầu đông rồi. Nhân La Cà đang rẽ vào con đường Hai Bà Trưng để ghé tới một tiệm mì, đó là Khang Mì Gia, địa chỉ 48-12 Bà Trưng, nằm ngay mặt tiền luôn, xịt nhưng mà nằm hai mặt tiền luôn, có lẽ là số cũ. Từ đầu đường cho tới cái tiệm mì này khoảng 100-150 mét thôi. Đường này rộng thênh thang, cho nên là xe máy, xe ô tô đều đi thoải mái. Nhớ là cả ăn nhiều tiệm mì rồi, nhưng mà thấy tiệm mì này ngon, sau đó là hay order về nhà, rồi hay book Grab đưa về nhà để ăn. Cho nên là hôm nay thì thể ghé ở đây review. Nhớ là cả đang ở ngay đường Hai Bà Trưng quý vị. Đây là một con đường rộng nằm ngay trung tâm thành phố Đà Lạt. Và ghé vào đây ăn sáng, đó là Khang Mì Gia, địa chỉ là 48-1 đường Hai Bà Trưng. Này ghé vào đây ăn sáng thì quán này cũng ăn nhiều lần rồi. Hôm nay thì nhân tiện đây thì giới thiệu cho quý vị món ăn sáng ở quán. Đây là không gian quán. Ở đây có rất là nhiều món, giá dao động từ 35 cho tới 55.000 đồng.
chủ yếu là từ 35-40. Tiệm mì này để ra ngoài rồi show ra hết cho chúng ta, và chủ quán làm rất là sạch sẽ luôn. Chúng ta nhìn thấy chủ quán mang găng tay, rồi đeo khẩu trang, rồi làm đồ ăn cho chúng ta, nó rất là sạch sẽ. Nói chung là tiêu chí đặt ra lớn nhất là ngon, và thứ hai là cũng phải sạch sẽ, hợp vệ sinh quý vị. Cho nên là lúc đó giống như chúng ta, ông bà ta có câu là nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm quý vị. Cứ là sạch sẽ là chúng ta thấy ngon rồi. Quán mì này nằm trên đường Hai Bà Trưng nha quý vị. Và bây giờ Nhân Lạc Cà mời quý vị cùng ăn sáng với Nhân Lạc Cà. Nay Nhân gọi hai món, đó là mì sủi cảo và hủ tiếu bò kho nha quý vị. Đây, hai tô nhìn rất là hấp dẫn luôn. Nhân Lạc Cà mời quý vị nha. Mời quý vị dùng buổi sáng nha. Trước tiên là Nhân Lạc Cà ăn món nước trước. Hủ tiếu bò kho. Ăn sáng ở Đà Lạt thì có rất là nhiều món quý vị. Ngoài những món hủ tiếu, bún bò, mì Quảng, rồi bánh căn, rồi phở quý vị. Nhưng mà nhiều món quá, mỗi ngày mình đổi vị mỗi món quý vị. Đây là hủ tiếu bò kho. Những miếng bò dày, ngon, đậm vị quá vậy. Còn có cà rốt, ăn với rau, rau sống Đà Lạt, rất tươi ngon. Ở Đà Lạt thì có nhiều quán mì, khoảng tầm 3-4 quán mì ngon quý vị. Tuy nhiên thì có một lần Nhân Lạc Cà ghé tới Khang Bì Gia để ăn, thì Nhân Lạc Cà đã thích cái quán mì này rồi. Ở đây nước lèo ngon nè, ăn đêm thì cũng rất là ổn áp, ấm bụng. Quán thì chủ dễ thương, quán thì người ra người vào cứ đều đều thôi, bán cả ngày từ sáng cho tới tối luôn. Quán này ăn rất là hợp khẩu vị, ưng nhất đó là sủi cảo vị. Thì sủi cảo ở đây làm to nguyên một con tôm luôn. Rồi có sủi cảo chiên nè, sủi cảo hấp nè. Sủi cảo ở đây rất là ăn rất là ưng ý luôn. Nhân Lạc Cà nói chung là ăn rất ưng ý. Cho nên quán nào mà ngon thì Nhân Lạc Cà giới thiệu lên đây. Quán này thì cũng có đặt Grab luôn. Có anh Grab ở phía sau đó, ảnh tới ảnh lấy đơn hàng để đi giao cho khách. Quán này bán nguyên ngày luôn, thì cứ khách đi ra, khách đi vào cứ đều đều, thường xuyên. Quán nhỏ ấm cúng. Ngoài ra đây có sủi cảo chiên không vị? Đây, sủi cảo chiên. Chấm với sốt mayonnaise và kèm theo tương ớt. Quán này mang đậm cái vị của người Hoa quý vị, cho nên là pha trộn gì đó cho nó phù hợp với ẩm thực của Việt Nam và đặc biệt là ở Đà Lạt, cho nên nó ăn vừa miệng. Quán nào mà Nhân Lạc Cà ăn cảm thấy là ngon, ok và đã ăn trước đây 1-2 lần rồi, nếu thấy được thì mới review để giới thiệu đến quý vị những cái món ẩm thực ở Đà Lạt. Có dịp ghé tới thành phố Đà Lạt hoặc là bà con ở thành phố Đà Lạt á, nếu mà chưa biết quán này có thể ghé ăn thử để thưởng thức những món ăn sáng ở ngay khu vực này. Còn tranh thủ ăn sáng sau đó là ghé cơ quan làm việc quý vị. Bữa hôm nay ngày thứ ba giữa tuần quý vị.
thường phải ghé cơ quan làm việc. Có nhiều cô chú nói không, bởi nhân làm việc ở cơ quan với NBT á, nhưng mà sao đi quay rồi đi review rồi nhiều, nhưng là những cái công việc này nó cũng kết hợp với quý vị. Làm VNPT là cái công việc chính của Như Lai Cà, còn những cái thời gian rảnh, những cái ngày nghỉ, những ngày nghỉ nè, những cái buổi mình nghỉ rồi cuối tuần thì Như Lai Cà tranh thủ quay để gửi tới quý vị những cái video mà mang tính thời sự á, thì Như Lai Cà sẽ quay vào buổi sáng khi mà đưa con đi học cũng như là trên đường tới cơ quan quý vị. Trên đường tới cơ quan, cho nên là quý vị thấy là những cái video của Nhân Lai Cào thường hay xuất phát ở đường Hà Huy Tập, rồi ghé ra đường Trần Đạo, Trần Phú, rồi ghé vào VNPT. Đó là những cái cung đường quen thuộc vì trên đường mình đi làm. Sáng nay cũng vậy quý vị, đi quay vòng vòng, rồi ghé vào đấy ăn sáng sau đó là sẽ ghé cơ quan làm việc. Hủ tiếu, bò, bò kho ở Đà Lạt cũng không có nhiều quý vị, cũng có vài quán thôi. Quán này thì không gian nhỏ vừa phải, tuy nhiên nhìn cũng ấm cúng, sạch sẽ. Đồ ăn đó, ở bên ngoài cũng lo sâu hết cho mình xem luôn. Nên là ngoài việc mà ăn uống ngon, còn phải đảm bảo vệ sinh. Đây là hủ tiếu bò kho. Đây tiếng là mì sủi cảo với một chén nước nữa này. Mì sủi cảo khô quý vị. Ngon. Đây là sủi cảo hấp nè. Bên này làm sủi cảo chiên nữa quý vị. Đây là sủi cảo chiên. Còn đây chúng ta hấp lên nè. Nhìn rất hấp dẫn. Mấy đứa nhỏ nhà Nhân Lai Cà không thích ăn cái món nào, nhưng hôm nay là giữa tuần, tụi nhỏ đi học hết rồi. Bà xã cũng đi làm, bà xã thì vào làm việc sớm hơn Nhân Lai Cà, nhưng là trễ hơn xíu nên đi ăn mình thôi. Nhân sẽ thưởng thức ba món ở đây. Món đặc biệt là món là tụi nhỏ thích vô cùng, những cái món mà chiên chiên rồi các bạn, chiên chiên giòn giòn, mấy tụi nhỏ rất là thích. Nó chấm với sốt mayonnaise tương ớt nè. Mình người lớn mình còn thích nữa. Đây có ớt nè. Chanh. Rất vừa miệng, rất hợp khẩu vị. Vừa ăn, nêm nếm vừa ăn. Địa chỉ 48/1 Hai Bà Trưng, gần đầu đường Hai Bà Trưng á, rẽ từ dốc Hải Thượng đi qua khoảng 150m là tới. Tìm Khang Mì Gia, rất nhiều món. Ở đây chúng ta thấy không, sủi cảo thập cẩm, sủi cảo nước, sủi cảo khô, mì bò kho, hủ tiếu, giá dao động thấp nhất là 35, 35, 40, 45. Mà tiện đường mà qua đường Hai Bà Trưng nữa, tự nhiên nó cũng cuối tuần cũng mua về nhà ăn. Nhưng mà hôm nay thấy ngon, có một số cô bác anh chị hay là anh em á, coi trên kênh của Nhân Lai Cà nói là Nhân Lai Cà review một cái món ăn mà của người Hoa ở Đà Lạt.
thì tiện thể đây vô review những cái món mà ẩm thực người Hoa. Hôm trước thì Nhân Lai Cà có review ẩm thực Hà Nội, những cái món phở nè, rồi bún đậu mắm tôm, bún chả Obama ngay trong lòng Hà Nội luôn, trong Đà Lạt Center. Còn hôm nay là những cái món mang ẩm thực người Hoa, những cái món hủ tiếu, rồi mì vịt tiềm, hay là những cái món sủi cảo. Nước dùng, mì, tất cả đều ok, hợp hết. Rau tươi sống, chanh để trong hũ rất là lịch sự, không có bị rùi bu kiến đầu á, nó rất là lịch sự. Ăn thì múc ra chén, đây có ớt ngâm nè. Ở Đà Lạt đó, mà ăn cái các món này mà kết hợp với rau salad, rau thơm, húng quế, các loại rau là rất là tươi, trồng trong vườn đem ra. Chúng ta thấy không, khi mà ở các cái tỉnh khác là người ta ăn rau đó, thì thường là vận chuyển qua các cái xe tải, xe các cái kho đông lạnh á mới tới người tiêu dùng. Thì ở Đà Lạt á, trong vườn đâm ra luôn. Cà rốt nè, đã kêu ba món nữa ăn không hết đâu vậy. Thì mỗi buổi sáng ăn một món thôi. Tuy nhiên là hôm nay á đến giới thiệu một lần á, bữa sau quay đi quay lại mất công vậy. Một cái tiệm mình giới thiệu một lần, giới thiệu thì mình giới thiệu vài món để cho quý vị tham khảo. Mì bò kho, mì sủi cảo, thịt xá xíu, nhiều cô bác ở trên kênh của Nhân Lai Cà nó tới Đà Lạt á, nhiều khi là không có biết những cái tiệm ăn sáng ngon, người ta đụng đâu ăn đó, là nhiều khi là nói về giá cả nữa, rồi chỗ đậu đổ xe vân vân, thì những cái địa điểm mà Nhân Lai Cà giới thiệu á nó cũng thông thoáng, từ trong hẻm mà cho tới ngoài phố luôn. Như cái quán này là đường Mặt Tiền Hai Bà Trưng, xe đường rộng rãi. Thông cái quán này thì mỗi lần khoảng 30 người, 40 người, 1, 2, 3, khoảng 50 người, khoảng 50 khách cùng một lúc. Bánh mì này được mở, nếu mà ăn là cách đây cũng vài năm rồi. Luôn tiện làm đợt mà làm YouTube, rồi có review các cái món ăn ở Đà Lạt, thì luôn tiện review hết cho những cái món ăn mà ngon, những cái địa điểm ok để giới thiệu đến bà con của bác. Như nào mình thấy ăn được giới thiệu nghe quý vị, ngon nói ngon nghe quý vị. Đúng này ngon quý vị, đồ chiên ngon.
Đà Lạt mùa này á, thì bắt đầu tháng 12 á, thời tiết đẹp rồi quý vị. À, thời tiết đẹp, nắng. Dạ. À, bắt đầu xe lạnh, ra ngoài đường ai cũng mang áo khoác dày khi ai bận 2-3 lớp. Cho nên là quý vị đi du lịch á, thì nhớ mang theo áo ấm, khăn chằn cổ, đội mũ nè. À, đi xe máy mang găng tay. Cho mình đi du lịch về mà ốm mà mệt lúc đấy. Thường á, đi du lịch á, là người ta đi tới những cái điểm mà ở nơi mình sống không có, để trải nghiệm ẩm thực rồi khung cảnh ở nơi mà mình đến, mình đi du lịch. Ví dụ như quý vị ở Sài Gòn á, là nhà cửa không, nhà cao tầng, phố xe đông nghịch, rồi ra đường kẹt xe. Thì quý vị đến Đà Lạt á, thì để có cái không khí mát lạnh nè, nhà cửa không có cao như ở Sài Gòn nè, thoáng nè, rừng núi nè, rồi không khí trong lành nè. Ở Sài Gòn kẹt xe, Đà Lạt ít kẹt xe, kẹt xe vào dịp lễ Tết thôi. Còn giống như Nhân Lê Cả muốn đi du lịch á, thì đi những cái nơi mà ở đây không có, có nghĩa là ở đây không có biển thì đi du lịch biển, ăn hải sản đó. Đó là đi du lịch là gì, gọi là trải nghiệm ẩm thực, cuộc sống mà khác nơi mình sống, gọi là đi du lịch. Không nhất thiết phải đi xa vậy. Ví dụ ở Đà Lạt đi Bảo Lộc cũng gọi là đi du lịch. Ở Bảo Lộc cũng có nhiều các món ngon. Hồi trước ấy, Nhân Lê Cả cũng sống ở Bảo Lộc mấy năm vậy. Chúng ta vào làm, sau đó là điều chuyển công tác 2 năm. Điều chuyển công tác 2 năm ở Bảo Lộc, làm ở Bảo Lộc 2 năm. Sau đó là cưới vợ xong mới sinh lên Đà Lạt, về nhà cho nó gần. Cho vợ chồng mỗi người làm ở nơi cách trở, và khi mà cách trở thì nhiều khi là phát sinh nhiều vấn đề quý vị. Ăn uống xuống Bảo Lộc rồi, nhà cửa phải ở trọ, trên này nhà cửa có không ở, đứa trọ tốn kém, không có dư. Rồi sau này á, về Đà Lạt rồi bắt đầu mới có nhà có cửa, cuộc sống ổn định. Mì sủi cảo ngon vậy, nhưng cả ăn hết cái phần mì sủi cảo. Sủi cảo chiên còn 2 cái, bò kho trùng ngon quá, phải ráng ăn hết luôn, không biết ăn hết nổi không. Mỗi lần ăn gọi 2-3 món nè, ăn no tới trưa luôn, nhiều khi tới chiều luôn, trưa khỏi ăn luôn á. Thằng nhỏ Nhân Lê Cả thích cái này nè quý vị, chiên giòn giòn. Mỗi lần ghé tới là cũng hay mua về để cho tụi nhỏ ăn, hoặc là cuối tuần dẫn tụi nó đi. Ăn sáng ở Đà Lạt thì cũng món ăn nó cũng phong phú mà. Vì ngày nay á, với sự phát triển á, thì mọi người từ khắp mọi miền về Đà Lạt sinh sống cũng như là kinh doanh buôn bán, cho nên là đồ ăn ở Đà Lạt nó phong phú. Từ Hà Nội nè,
rồi từ Bắc Ninh hay là từ những khu vực miền Trung, khu vực miền Trung đó, đồ ăn ở miền Trung đó, thì đã quá quen thuộc ở Đà Lạt rồi. Vì trước đây đó, là người miền Trung sống ở Đà Lạt là thuộc dạng là đầu tiên đó. Ví dụ như là ngay ấp Ánh Sáng, ấp Hà Đông đó, thì là mọi người là sống và ẩm thực ví dụ như là bún bò, mì Quảng là những cái món đầu tiên mà du khách tới Đà Lạt thưởng thức á. Sau này còn thêm nhiều món hủ tiếu, là những cái món hủ tiếu rồi mì sủi cảo này đó, của người Hoa ở trên đường Phan Phùng ấy. Hồi xưa người Hoa người ta sống ở dọc đường Phan Phùng. Rồi giờ bắt đầu là các món miền Tây, Sài Gòn, đủ các món. Bánh căn, bánh căn là từ ở khu vực mà Ninh Thuận Bình Thuận á, lên. Rồi sau này món rất là nổi tiếng nữa, vào ăn vào bữa trưa bữa chiều á, tối á, đó là lẩu gà lá é. Quá trời quá đất, ngày nay người ta mở quá trời quá đất lẩu gà lá é. Còn ăn sáng nữa không? Ăn sáng ăn vừa miệng bình thường, cứ là hủ tiếu, bánh mì bò kho, sủi cảo, phở, bún bò, đó, những món quen thuộc ăn. Quá đã, chưa khỏi ăn cơm luôn. Giờ mấy giờ? 8 giờ quý vị, 8:30 phải vào cơ quan. 8 giờ thôi, ăn lẹ. Rồi chỉ là 48 xuất 1, 2, 3 chân. Nếu mà thích những món ăn này thì có thể ghé đường rộng rãi quý vị ha. Hôm nay như trời đã giới thiệu rồi, bây giờ ăn xong ghé cơ quan làm việc. Bye bye. Hẹn quý vị trong một cái video sau nha quý vị. Bây giờ như các bạn ăn năm để ghé cơ quan làm việc. Sắp trễ giờ. Như vậy là hôm nay Nhân Lạc Cà đã giới thiệu đến quý vị một quán mì mang chuẩn vị người Hoa luôn. Một cái địa điểm rất dễ kiếm, dễ tìm, nằm trên mặt tiền đường Hai Bà Trưng. Còn bây giờ thì Nhân Lạc Cà sẽ di chuyển về cơ quan để làm việc qua đường Bà Triệu đi. Đường Bà Triệu thì chúng ta biết là con đường này dài khoảng tầm hơn 300 mét. Tuy nhiên thì nó có hai cái ngã ba ở giữa, cộng với cái ngã ba, ngã tư ở phía cuối đường. Cho nên là con đường này lúc nào cũng đông đúc, đặc biệt là vào mùa du lịch lễ Tết đó, đi qua con đường này là hay kẹt xe lắm. Dốc ngắn ngắn thì thôi kẹt xe. Và cũng có một cái trường học ở đây, trường Mê Linh, rồi thêm trường mẫu giáo nữa, trường mẫu giáo Kim Cương, trường của các sơ. Ở trên đường Bà Triệu này cũng có quán chè Thái bên phía tay trái đó quý vị. Quán chè Thái đó ăn cũng ổn áp, không ngon bằng chè Thái ở Sài Gòn đâu, tuy nhiên thì thấy cũng ổn áp. Và cái quán mì vừa rồi Nhân Lạc Cà giới thiệu ở Sài Gòn, Nhân Lạc Cà cũng có một vài quán mì mà hồi trước học Nhân Lạc Cà ăn thì cái vị nó cũng tương tự dễ quý vị. Cho nên là người Sài Gòn, mấy bạn ở Sài Gòn mà lên đây ăn thì ghé quán mì để ăn thì cũng thích lắm. Có nhiều cái đánh giá ở trên cái trang của mì da. Và đây là điểm giao nhau giữa đường Bà Triệu, Đào Duy Từ và đường Trần Phú Việt. Đây là ngã tư. Hiện nay thì các cái ngã tư, ngã ba ở mà hay xảy ra kẹt xe đều có hệ thống đèn giao thông hết rồi. Bên đây là con đường Trần Phú hướng về phía cơ quan của Nhân Lạc Cà làm việc cũng như là công tác.
hiện nay được Trần Phú đã làm lắng o đẹp sạch sẽ rồi quý vị ha. Xa xa là cái anten của VNPT đó. Nhớ là cả rất cảm ơn quý vị, cô chú, anh chị, các bạn đã theo dõi video này. Hãy đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ cũng như là theo dõi những video sau của Nhớ là cả. Còn bây giờ thì Nhân xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong một video tiếp theo về Đà Lạt.